thân ái kính chào tái ngộ cùng quý khán thính giả của Đài Việt Media và quý độc giả của Vận Hội Mới cũng như là toàn thể quý vị. Cá nhân chúng tôi là bác sĩ Nguyễn Trọng Việt là rất hân hạnh được quay lại để mà hầu chuyện cùng quý khán thính giả trong chương trình hội luận vấn đề cần quan tâm hôm nay. Và kính thưa quý vị, cùng với chúng tôi vẫn là hai vị khách quen thuộc, đó là tiến sĩ Lê Minh Nguyên và bình luận gia Nguyễn Kim Bình. Xin chào hai anh và xin hai anh gửi lời chào đến quý khán thính giả của chúng ta trước khi bắt đầu. Dạ, tôi Lê Minh Nguyên xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Media và kính chào bác sĩ Việt và Bình. Kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, có lẽ là chúng ta đều biết là trong nhiều tuần vừa qua thì cái tình hình ở tại Ukraine càng ngày nó càng căng thẳng, và lẽ dĩ nhiên là cũng trong cái chương trình hội luận này hầu như hàng tuần chúng tôi đều cập nhật đến quý khán thính giả về cái tình hình đang xảy ra ở tại cái quốc gia này, và cũng đã bàn rất nhiều những cái hệ lụy liên quan tới cái cuộc chiến nếu nó có xảy ra. Ngày hôm nay chúng ta một lần nữa lại xem lại xem là cái tình hình ở tại Ukraine nó như thế nào. Hồi đầu tuần thì dường như là nó có một vài cái chỉ dấu cho thấy là Putin nhượng bộ và đã có một vài cái hành động cho rằng là có thể giảm nhiệt. Tuy nhiên trong những ngày vừa qua dường như cái chuyện đó nó không xảy ra, và vì thế chúng tôi muốn một lần nữa cập nhật đến tất cả quý vị về cái thực trạng đang diễn ra, và đồng thời sau đó chúng ta sẽ bàn thêm là nếu cuộc chiến nổ ra thì bên cạnh Ukraine cái vấn nạn lớn của châu Âu nó sẽ rơi vào những quốc gia nào. Đó là những cái điều mà chúng ta cũng cần phải quan tâm đến. Xin bắt đầu, mời anh Nguyên có thể cho biết được là cái tình hình ngày hôm nay nó như thế nào, vì dường như là đã có rất nhiều những cái chỉ dấu cho thấy Putin đã không thực sự hạ nhiệt mà dường như là còn có thể làm cho tình hình nó trở nên căng thẳng và nóng hơn, phải không anh? Xin mời anh. Dạ vâng, dạ thưa bác sĩ Việt, dạ thưa quý vị, là đúng như vậy. Hôm nay, hôm thứ Năm 17 tây tháng 2 thì mình thấy rằng là Nga là trục xuất phó đại sứ của Mỹ là ông Bart Gorman mà không có một lý do gì rõ ràng cả. Và ông Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ ở tại Brussels, ở NATO thì ông nói rằng là chúng tôi thấy họ đưa đến thêm nhiều cái máy bay chiến đấu và nhiều cái máy bay trợ chiến, còn thấy họ nâng cao cái khả năng sẵn sàng ở Biển Đông và còn thậm chí là dự trữ thêm máu để cấp cứu. Và ông Tổng thống Biden thì ông nói rằng là không có là hôm thứ Năm 17 tây đó là không có mọi dấu hiệu nào mà Nga là rút quân mà là lại là ngược lại là kế hoạch là để tiến vào cái Ukraine và chuẩn bị có hoạt động coi như là đổ thừa đổ vấy lên là lỗi tại Ukraine. Và cũng cùng ngày 17 tây tháng 2 thì mình thấy là có cái sự nổ súng bắn nhau qua lại giữa cái lực lượng của Ukraine và lực lượng nổi dậy, thì đó là coi như có thể nói là bắt đầu nó có tiếng súng bắt đầu nổ khai mào. Và theo cái dự trù thì nếu mà quý vị thấy ở trên cái bản đồ thì tôi muốn chia sẻ để quý vị thấy là quý vị thấy là coi như là ngay cái biên giới của Ukraine thì chỉ cách 4 cây số mà có con sông, là họ đã làm 2 cái cầu để mà những cái xe quân đội nhà binh của Nga là có thể đi qua con sông để mà đi tấn công vô Ukraine. Và nếu mà cái hình rõ hơn nữa thì chúng ta sẽ thấy cái hình giờ chúng ta sẽ thấy đây là cái hình mà nó chỉ cách nhau có 4 cây số là cây cầu pontoon mà mới vừa xây để mà có thể mà đi tấn công vào. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái sự chuẩn bị rõ ràng là nó họ tiếp tục chứ họ không có cái ngưng giống như những cái lời nói. Mà như bác sĩ Việt có nói là cái chiến tranh xảy ra thì dĩ nhiên cái hậu quả nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều quốc gia lân cận, nhất là ở Ba Lan và ở Romania. Thì mình thấy rõ ràng là Mỹ đã tăng thêm 4.700 quân ở cái vùng Ba Lan, là đã nâng cái số quân Mỹ lên đó khoảng là 10.000.
Trong khi đó thì là NATO đồng ý cái đề nghị của Pháp là phải đưa quân vô ở cái vùng Romania. Thì có thể nói là với tất cả những chỉ dấu cho thấy là trong những ngày tới có thể nó là đã, chắc chắn là có thể nó xảy ra cái chiến tranh. Và chiến tranh nó, cái tầm cỡ nó như thế nào thì lớn nhỏ thì người ta chưa biết. Nhưng mà theo cái dự trù thì hiện giờ cái quân đội của Nga có khoảng 170.000 giờ ở cái thế sẵn sàng tấn công. Và có lẽ là họ tấn công ở miền Đông, ở vùng Donbass để mà họ có thể lập cái đường mòn đi từ Nga mà đi qua Crimea. Dạ thưa anh. À, xin mời anh Bình có ý kiến gì về cái vấn đề ngày hôm nay của Ukraine thưa anh? Cho đến sáng ngày 17 tháng 2 thì cái diễn biến mới nhất ở ngay hiện trường đó là bên Ukraine với lại cái lực lượng ly khai ở Donbass, hai bên pháo kích lẫn nhau. Và bên Mỹ họ công bố, họ nói là có nhiều cái âm mưu của Nga, trong đó kể cả chuyện là thứ nhất có một cái vụ nổ bom giả ở trong đất Nga, thứ nhì sẽ có những cái vụ pháo kích hoặc là tấn công do Nga chủ mưu nhưng mà mang cái màu áo, cái quân phục màu cờ của Ukraine tấn công vô những cái nhóm cộng đồng người Nga ở trong cái vùng Donbass hoặc là trong lãnh thổ Ukraine chẳng hạn, để cho bên Nga họ có cái lý do, có cái cớ để họ ra quân. Thì bên phía Mỹ họ công bố trước là như vậy, với hy vọng là lật tẩy bên Nga thì Nga sẽ không dám dùng mấy cái đó và để chuẩn bị dư luận trước. Tại vì thì đương nhiên là Nga đó, nếu họ muốn thực sự muốn tấn công, nếu Putin muốn tấn công thì ông cũng sẽ chuẩn bị dư luận thế giới để làm cho nó nhòe đi, để làm chạy tội. Thì bên phía Mỹ họ để đề phòng cái đó, họ công bố, họ lật tẩy hết mấy cái âm mưu này ra để cho nếu Putin mà có quyết định tấn công đó, thì cũng phải tính lại. Tại vì ngoài cái giá về quân sự còn cái giá về ngoại giao nữa. Đương nhiên là NATO thì tẩy chay nghỉ chơi với Nga rồi, nhưng mà các quốc gia mà lưng chừng nếu mà Nga họ không muốn mất bạn nữa thì cho dù họ muốn đánh, cho dù Putin cũng muốn đánh thì cũng phải kiếm cớ cho nó danh chính ngôn thuận. Bên phía NATO thì họ cố gắng làm sao đừng có cho Putin cái cớ đó, thì nó đặt cái chính quyền Ukraine vô một cái thế khó xử ghê đó. Là ví dụ như bên phía ly khai tiếp tục gây hấn hoài mà không ra tay mạnh đó, thì nó cứ pháo kích vô lãnh thổ mình hoài. Mà nếu mà ra tay mạnh thì có thể cho Nga cái cớ để mà làm lớn chuyện hơn. Đó, thì đó là tình hình ở biên giới vào ngày chiều ngày 17 tháng 2. Rõ ràng chúng ta đều thấy đó là trong cái trận đánh này, hay là chúng ta nói là trong cái cuộc chiến này thì đúng hơn đó. Có lẽ là hai anh có lẽ cũng đồng ý với tôi đó. Đây nó là một cuộc chiến mà đấu tranh về nó không phải là cuộc đấu tranh về quân sự, mà thực chất nó là một cuộc chiến tranh về chính trị. Mà trong đó, tiếng Mỹ nó là mind game, tức là nó là một cái cuộc chiến mà về tâm lý, về tinh thần. Và xem giống hệt như là chúng ta thường nghe những câu chuyện là hai bên trừng mắt nhìn nhau là ai sẽ chớp mắt trước là người đã thua, ví dụ như vậy đó. Thì cái tình hình ngày hôm nay có lẽ là nó nằm ở gần như vậy. Và Nga đó dường như là đang ở cái thế chủ động. Vì chúng ta đều thấy đó là quyết định đánh hay không là nằm ở trong tay Putin. Và tất cả những quốc gia còn lại, kể cả Hoa Kỳ cũng như là các quốc gia của Âu Châu, trong những tuần lễ vừa qua, đặc biệt là các tuần vừa rồi đó, thì phải nói rằng là đang tìm mọi cách để mà cố gắng làm thế nào giải quyết cái vấn nạn đang xảy ra ở tại Ukraine, mà không phải rơi vào cái tình trạng chiến tranh. Và vì vậy cho nên đã có rất nhiều những cái cuộc gặp gỡ ngoại giao, phải nói rằng là rất là nhộn nhịp. Macron đã phải sang bên Nga để mà gặp Putin, rồi phải sang bên Ukraine để gặp Zelensky, rồi đồng thời ông Thủ tướng Đức cũng đã đi sang bên Nga, rồi ông Thủ tướng Anh cũng lại sang bên Ba Lan và gặp gỡ ở bên Ukraine. Nói chung là nó đang có những cái cuộc vận động ngoại giao rất là dữ dội. Và chúng ta đều biết một điều là ngay trên cái diễn đàn của Liên Hiệp Quốc đó, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ cách này mấy hôm đó đã có một cái phát biểu và cho thấy là dường như cũng không có cảm thấy yên tâm lắm về cái thực trạng ngày hôm nay, mà nhiều phần có thể là nó sẽ nổ ra một cuộc chiến. Cũng như là ngoại trưởng của Anh đó vừa mấy hôm thứ năm vừa rồi đến Ukraine và cũng đã có những cái phát biểu mà mọi người đều có thể đoán được rằng cái cuộc chiến nó có thể nó xảy ra bất cứ lúc nào. Và cái điều này thì nó không mới, vì chúng ta cũng đã nói với nhau trong nhiều lần trước đây
là dường như là Putin đang tìm cách đe dọa thế giới nói chung và đặc biệt là Âu Châu, mà Ukraine không may rơi vào trong cái chỗ mà nó ở cái thế cái gọng kìm mà có thể trở ngại. Cũng trong cái tinh thần mà chúng ta đang tìm hiểu ở đây đó, thì cái câu hỏi được đặt ra cho cả hai anh là nếu cuộc chiến nó nổ ra, hoặc là nếu một cuộc chiến không nổ ra, tại vì trong trường hợp này thì mình không thể đoán được, thì trong cái ván cờ lần này đó, thì mình xem là Putin liệu nếu có thì sẽ thắng được những cái nước cờ nào, và châu Âu nếu thua thì sẽ thua ở những cái chỗ nào. Tại vì đây nó rõ ràng nó là một cái cuộc đấu trí với nhau, chứ nó không phải là chỉ đơn thuần một cuộc chiến về quân sự. Anh Nguyên có ý kiến gì giữa một vài cái nhận xét của một số các chuyên gia về chính trị thưa anh? Dạ, vâng, thưa anh, thì đúng như anh bác sĩ Việt đã nói là trong cái cuộc chiến này là Nga ở thế chủ động, bởi vì Nga là cái người gây ra cái chuyện này. Và nếu mà nó xảy ra hay không xảy ra là Nga là có quyết định, chứ không phải là những quốc gia khác quyết định. Mà bây giờ Nga đã đưa lên khoảng từ 150 tới 170.000 quân ở tại biên giới, và gần như là cái hải quân ở cái Biển Đen, rồi không quân, rồi cũng như là cái vấn đề là những cái trạm y tế, trạm tiếp máu, thì rõ ràng là đâu phải là những cái sự di chuyển như vậy rất là tốn kém, và đâu phải tốn kém như vậy để mà rút mà không có đưa điều kiện gì. Thì Nga mới vừa gửi một cái văn bản chính thức trả lời cho NATO và đưa ra một loạt những cái yêu sách để mà điều kiện để mà Nga xuống thang. Thì trong những cái điều kiện để Nga xuống thang, nó đòi là phương Tây phải ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, dỡ bỏ, và những vũ khí nào đã đem vào đó thì phải dỡ bỏ. Và đó là các cố vấn quân sự và các chuyên gia đào tạo của phương Tây thì phải rút ra khỏi Ukraine, đồng thời đừng có tập trận chung giữa NATO với Ukraine. Và đó là cái văn bản chính thức họ đã mới vừa đưa ra. Và họ nói là nếu mà văn bản này mà không thỏa mãn á, thì á, là Nga sẽ buộc phải đáp trả mà thực hiện cả cái biện pháp quân sự kỹ thuật. Cái họ dùng cái từ là quân sự kỹ thuật. Và nữa, cái từ này đó là trước đây họ có cái ngầm ám chỉ, tức là triển khai tên lửa và binh lính và quân đội. Thì như vậy thì có thể nói là họ có thể biện cái cớ là đó là bên phương Tây không thỏa mãn. Những điều kiện họ đưa ra, chỉ cần một trong những điều kiện nó không thỏa mãn là họ có thể họ tấn công rồi. Thì do đó mà tôi nghĩ rằng là cái chuyện tấn công nó sẽ xảy ra. Và nó xảy ra, mà bây giờ mình thấy vừa mấy ngày nay là Bộ Quốc phòng của Ukraine cũng như là mấy cái bộ ngoại giao quan trọng của Ukraine đã bị tấn công tinh tạc. Và Ukraine nói rằng là Nga, nhưng mà Nga từ chối. Mà dĩ nhiên là tại sao mà trước đây không tấn công mà bây giờ tấn công trong lúc này, thì dĩ nhiên là cái dĩ nhiên bàn tay lông lá phải là Nga. Thì có thể nói là cái Ukraine đó là cái vùng đại đồng bằng, cũng như Ba Lan là vùng đại đồng bằng, đó là hai cái quốc gia mà nó nằm về địa chính trị là nó là rất dễ mà di chuyển quân từ bên Nga qua Âu Châu, nhưng ngược lại cũng từ Âu Châu qua Nga cũng dễ. Đó là lý do tại sao mình thấy ba quốc gia là như Na Uy đang mạch phần Đài Loan, Thụy Điển là nó yên ổn, là bởi vì nó nằm tuốt ở trên miền Bắc, là không phải là cái đường chuyển quân. Chứ ở những quốc gia mà ở vị trí địa chính trị mà nó sensitive như vậy á, thì dĩ nhiên là Nga có thể là lấy cái lý cớ đó để mà có thể mà viện cớ mà có thể mà gây đe dọa. Nhưng mà thực tế ở đây thì cho thấy rằng Nga thì cho tới giờ phút này thì họ có thể là gọi là họ ở cái thế mà giống như là ông Tào Tháo hồi xưa là gọi là ăn cái gà đó, tức là quân sĩ thì nó rất là hùng hậu như vậy, mà bây giờ tiến lên đó thì cũng mà sợ là những cái hậu quả quá lớn, nhưng mà rút thì cũng không thể được. Thì do đó mà ở cái thế mà Nga bây giờ là cái quan trọng của ông Putin là coi như là ông muốn chứng tỏ với cái dân chúng của ổng, ổng là cái nhà lãnh đạo mà đem lại cái sự hào hùng của Nga. Đối thủ của ổng như ông Navalny là ổng mắc, ổng nhốt trong tù, nhưng mà ổng còn label là terrorist, là nhớ là khủng bố. Mà ông Navalny là ổng đã đầu độc trước đây, mà Navalny may mà không chết, Đức cứu được.
Và bây giờ ông nhốt mà ông còn nói là khủng bố, nhưng mà ông cũng chưa yên nữa. Bây giờ ông muốn tạo một cái hình ảnh là bởi vì là nếu mà không có anh hùng quá thì chưa chắc là có thể tiếp tục lãnh đạo được. Thành ra do đó ông phải cần quá một cái chiến thắng gì đó để ông chứng tỏ với người dân là ông có là một cái anh hùng của dân Nga, để mà người dân Nga có thể ủng hộ. Do đó mà cái cơ hội gọi là có một cái cuộc chiến cục bộ là nó xảy ra là rất là lớn. Và thưa anh, cái điều mà anh vừa mô tả về Putin đó, sao tôi thấy cái hình ảnh nó giống hệt như Tập Cận Bình vậy. Điều đó có nghĩa là tất cả các quốc gia độc tài dường như là nó đều làm những công việc tương tự như vậy. Quay trở lại những cái điểm mà anh vừa mới đưa ra đó, thì cái gọi là mở đóng ngoặc kép, cái tối hậu thư mà Putin đưa ra lần này đó, nó lại có những cái điểm mới so với lại cái việc mà Putin nói trước đây với Biden cũng như là với ông Tổng thống Pháp Macron. Và chúng ta thấy những cái điểm mới đó rõ ràng là nó cho thấy rằng là Putin leo thang về mặt yêu sách chứ thực sự không có giảm nhiệt tí nào cả. Và cái điều mà chúng ta đã cũng thấy rất rất là tương đối cảm thấy yên tâm một chút đó là cái khối Tây Âu, tức là các cái cường quốc nói chung và Hoa Kỳ đó, lần này họ vạch rõ một cái đường chiến tuyến và dường như là tất cả các quốc gia phương Tây đó đều có cái sự đồng thuận chung trong cái cách mà phải đối phó với lại Nga. Anh Bình nghĩ sao về cái thái độ của Putin? Nhiều người thì cho rằng là Putin lúc này anh ta đang tìm cách hống, nghĩa là cố gắng làm cho giữ vào để mà lấy tiếng. Có phải thế không? Hay là quả thật đây nó là một cái chiến dịch mà nó có thể mở đầu cho một cái cuộc chiến, có thể là cục bộ như anh Nguyên vừa nói? Xin mời anh. Trong lòng của Putin thì chưa chắc là dám đánh. Cái điều mà ông mong nhất là không cần đánh mà vẫn đạt được những cái thành quả về ngoại giao. Cho nên, nhưng nếu không đạt được cái gì hết ở cái thế cùng thì đành phải đánh thôi. Thì bây giờ cái điều mà tối thiểu mà Putin có thể chấp nhận được để rút quân trong danh dự là một cái lời cam kết ở bên phía NATO, không phải là về chuyện Ukraine nữa. Tại bên NATO nhất định không nhượng bộ về chuyện mà Ukraine có tham gia vào NATO hay không. Thì chỉ còn cái lời cam kết mà ông Putin ông có thể ông đem về để ông quảng cáo ở Nga được, đó là lời cam kết là Mỹ sẽ không bao giờ đặt hỏa tiễn trên lãnh thổ Đông Âu, chỉ vào Nga. Cái này tương đối có thể đạt được, lý do là vì thực sự Mỹ không có kế hoạch đặt hỏa tiễn chĩa vô Nga. Ông Putin ông dựng cái này lên trong đầu ông, và nếu mà Mỹ bây giờ hứa là sẽ không bao giờ làm thì Putin sẽ nhân dịp đó tuyên bố chiến thắng đó, tôi đã nói, và Mỹ nó sợ tôi nó giảm. Thật sự thì Mỹ không có nhu cầu thì mới đặt hỏa tiễn hết, cho nên có thể đây là cái lối thoát cho hai bên. Và Putin thì cũng học được cái bài học của Tổng thống Kennedy 60 năm trước đó, trong một cuộc đối đầu giữa Kennedy và Khrushchev. Thì ông Putin ông cũng mượn cái lý của Mỹ, ông nói là tại sao lại đưa hỏa tiễn đến sát biên giới của Nga, giống như là Khrushchev đã từng làm ở Cuba. Cho nên lúc đó Kennedy đã sẵn sàng tuyên chiến với Nga để bảo vệ cái lãnh hải, cái vùng ảnh hưởng của Mỹ. Thì bây giờ Nga cũng sẵn sàng làm như vậy. Thì ông muốn đặt một cái sự tương, nó gọi Mỹ nó gọi là moral equivalency đó. Đó là một cái vai trò, một cái tương quan về luân lý để ông biện minh cho cái việc này. Đó, thì chỉ cần một cái lời cam kết của NATO, nó là tôi sẽ không bao giờ đặt hỏa tiễn chỉ vào Nga, thì Putin có thể chấp nhận được làm cái lối thoát. Mà nếu xa hơn, mà có thể có một cái lời hứa của Mỹ về chuyện là thật ra thì bên Nga họ ngán, không phải là vì họ Mỹ đặt hỏa tiễn ở Đông Âu, mà họ ngán cái hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn mà Mỹ đã đặt ở Ba Lan, ở vùng Baltic, và trong tương lai có thể đặt ở Romania nữa. Thì tại sao lại sợ hỏa tiễn chống dàn phòng thủ chống hỏa tiễn? Là vì Nga muốn dùng những hỏa tiễn của mình để hù mấy nước Đông Âu. Mà nếu mà Mỹ đã đặt, một khi đã đặt được cái dàn hỏa tiễn lên Đông Âu rồi, thì mấy nước kia không sợ Nga nữa. Thì cái đồ nghề của Nga lúc đó, của Putin lúc đó không còn xài được nữa. Cho nên ông nhân cái cơ hội này, nếu mà có thể được, ông yêu cầu là làm ơn rút những cái dàn phòng thủ đó đi. Nhưng mà bên phía Mỹ cũng không chịu nhượng bộ, cho nên bề mặt đó gọi là Putin cũng sẽ chịu thua. Thì cái mà bây giờ ông mong được đó là một cái lời cam kết của Mỹ, thứ nhất là không đặt hỏa tiễn chỉ vào Nga, thứ nhì là giảm bớt những cuộc tập trận ở vùng Đông Âu và vùng Baltic. Thì bên phía Mỹ cũng ngỏ ý là có thể thương lượng được về hai điểm đó. Cho nên nếu được cái đó thì hai bên đều phải tuyên bố chiến thắng. Đó là con đường duy nhất mà thầy rút lại được. Và cái điều mà qua cái chia sẻ vừa rồi của anh Bình cũng như là anh Nguyên, thì thưa quý khán thính giả, chúng ta đều biết là
rõ ràng là hai phía đều rất là cứng, và cái giải pháp mà tôi cho rằng có lẽ tốt nhất là đó là chính là ông Thủ tướng Trudeau của Canada, và tuần trước ông ta đã phát biểu là Putin chỉ có hai cái lựa chọn mà thôi. Lựa chọn thứ nhất là giảm nhiệt, rút quân, hoặc là lựa chọn thứ hai là sẽ phải hứng chịu một cái cuộc trừng phạt về kinh tế, còn có thể nói là nặng nề nhất từ xưa đến nay mà chưa bao giờ có một quốc gia nào đã phải gánh. Và cái đó nó có thể dẫn đến cái sự suy sụp về kinh tế của nước Nga. Đấy là cái điều mà chúng ta nghĩ rằng là đủ để làm cho Putin phải chùn bước. Tuy nhiên, mình cũng không biết được, là vì Putin vốn là con người rất là khó đoán, và trong quá khứ đã có nhiều những cái lần bị đe dọa như vậy, nhưng mà Putin vẫn tiếp tục thực hiện. Chẳng hạn như năm 2008 ở tại Georgia, hay là năm 2014 ở tại cái bán đảo Crimea, và ngay cả một số những cái sự kiện xảy ra ở bên Syria trong cái cuộc chiến ở tại Trung Đông nữa, như trường hợp mà vũ khí mà hóa học mà của tổng thống của Syria chẳng hạn. Thì quay trở lại cái sự kiện này đó, thì chúng ta thử nhìn thêm một bước nữa, tại vì đây nó là một cái mối lo không phải duy nhất của Ukraine mà thôi. Đương nhiên Ukraine sẽ là một cái quốc gia hứng chịu những cái tổn thất nặng nề nhất nếu một cuộc chiến nó nổ ra, cả về sinh mạng lẫn về vật chất. Nhưng mà ngược lại thì Nga cũng phải trả một cái giá không rẻ. Nhưng bên cạnh đó, hai quốc gia mà bên Âu Châu cũng rất là lo lắng, và chính họ cũng lo lắng, đó là Ba Lan và Romania, vì đây là những quốc gia mà có chia sẻ chung cái biên giới với lại Ukraine. Một số các nhà quan sát đã nói tới những cái thảm họa có thể xảy ra khi mà cái cuộc tấn công của Nga bắt đầu. Thì đấy là cái vấn nạn gì? Tôi xin mời hai anh có thể chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Trước tiên là anh Nguyên, xin mời anh. Dạ vâng, và như quý vị thấy cái bản đồ mà chúng ta thấy ở Ukraine đó, thì dĩ nhiên là bên phía Bắc thì Belarus và Nga, cũng như phía Đông, phía Nam thì coi như cái biển Black Sea. Còn ở cái vùng phía Tây thì mình thấy là Ba Lan, rồi mình thấy Romania và Moldova. Nếu mà chiến tranh mà có xảy ra thì chắc chắn là, nếu mà chạy thì chắc chắn là sẽ không, cho người dân chạy tị nạn thì sẽ không chạy về Nga mà cũng không chạy về Belarus. Mà ở dưới phía Nam, phía biển thì cũng chẳng chạy ra biển được, thì chạy thì dĩ nhiên là chạy về Ba Lan, Romania và Moldova. Nhưng mà Moldova là quá nhỏ, và Moldova là hiện giờ là ngay cái Moldova là Nga có đặt cái lực lượng quân sự tại đó. Thành ra do đó mà nếu mà chạy thì rõ ràng là chạy qua Ba Lan là chính yếu, thứ hai là Romania. Thì giờ quý vị thấy Ba Lan lại coi như là đó là cái biên giới rất to dài chỗ này, còn Romania là chỗ này, còn Moldova thì nhỏ, nhưng mà Moldova chỗ này thì lại có cái quân đội của Nga đang đóng đây. Thành ra nếu mà chiến tranh xảy ra gọi là nó lớn để người dân phải chạy tị nạn thì qua Ba Lan và qua Romania, mà nó người ta dự trù khoảng là 3-4 triệu người, thì dĩ nhiên là 3-4 triệu người là cũng điên đầu rồi. Có nhiều chiến lược gia nói rằng là ngay cả Trung Quốc cũng vậy. Trung Quốc là người ta cũng rất sợ Trung Quốc bị bể ổ, bởi vì Trung Quốc mà bể ổ là cái số người mà tị nạn từ khoảng 3-40 triệu người đi khắp thế giới là coi như thế giới điên đầu. Hồi đó Việt Nam cái 1975 mà bị sụp đổ thì cái chỉ chừng mà có 2 triệu người chạy tị nạn ra khắp thế giới thì thế giới cũng nhức đầu. Bây giờ trở lại vấn đề Ukraine đó, nếu mà 4 triệu người mà chạy qua Ba Lan hay Romania thì dĩ nhiên nó cũng sẽ tạo một cái sự nhức đầu cho cái vấn đề mà cứu trợ vô cùng. Thì có thể nói rằng hiện giờ thì Mỹ cũng muốn giúp đỡ Ba Lan, đã để vô chủng coi như vậy. Ông Biden ông trong cái hôm trước đây, cách đây mấy ngày, ông có lên ông đọc một cái bài diễn văn tương đối về dứt khoát và mạnh mẽ đó, thì ông nói là ông đã gửi cả tấn vũ khí vô trong Ukraine. Và hôm nay mình được biết là Mỹ yêu cầu Do Thái đồng ý, là bởi vì đây là cái sự phát triển cái hệ thống gọi là Iron Dome, tức là cái dòm sắt để mà chống hỏa tiễn.
Thì đây là cái sự phát triển chung giữa Mỹ và Do Thái, và muốn gì thì Do Thái cũng phải chấp thuận, và Mỹ muốn là Do Thái chấp thuận để đem cái Iron Dome đó vô trong Ukraine. Và một số người khá ngạc nhiên là Do Thái từ chối, không cho. Thì cái chuyện Do Thái không cho nó cũng tạo làm một cái, cũng như một cái sốc cho mọi người. Và bên phía Anh thì coi như là để bà cái ngoại trưởng đã ra cái lệnh là coi như là những cái visa gọi là gold visa đó, những cái visa vàng mà để cho những cái oligarch, những cái tay mà tư bản của Nga mà lâu nay sử dụng để qua bên Anh, mà đó là nó đầu tư để mà được ở bên Anh, là xây dựng những cái cơ sở lớn ở bên Anh đó, thì bây giờ bà chặn, bà không cho nữa. Đó là bởi vì làm mà bây giờ đến nỗi bên Anh nó bị mang tiếng là coi như là nó gọi là London Grey, tức là Lenin Grey, hay là bây giờ nó là London Grey, hay là gọi là Moscow trên cái sông Thames. Thì do đó mà coi như ngăn chặn như vậy mà đụng vô ngay cái quyền lợi của cái tụi gọi là oligarch, tức là một nhóm quả đầu đương lãnh đạo nước Nga đó, thì là đụng vô cái quyền lợi của họ, thì họ có thể là họ suy nghĩ lại trong cái vấn đề mà tấn công Ukraine hay không. Dạ thưa anh. Xin mời anh Bình. Hậu quả mà đối với lại vùng Đông Âu thì đương nhiên hai nước Romania và Ba Lan sẽ bị nặng. Nhưng bù lại đó thì cái hậu quả tiêu cực đối với Nga là tất cả những nước còn lại dọc biên giới Nga cũng sẽ lần lượt kéo nhau vô NATO để mà tránh cái số phận giống như là Ukraine. Cho nên đây là cái chuyện, một những điều mà bên NATO họ đưa ra để họ hù Nga nữa, là nếu Nga tấn công vào Ukraine thì không có lý do gì để cho Moldova còn chờ đợi mà không nhảy vô NATO liền. Thì đây là cái giá mà Nga phải trả. Nếu không tấn công, trường hợp Moldova là trường hợp đặc biệt, cũng đã nộp đơn và đang được cứu xét vào NATO. Cho nên giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine đó, có thể nó liên hệ đến tương lai của Moldova. Là nếu bên Nga đồng ý rút lần này chẳng hạn, thì trên thực tế đó, Ukraine cũng khó mà tham gia vào NATO lắm. Là vì một những cái điều kiện quan trọng để gia nhập vào NATO là phải giải quyết xong hết những cái cuộc tranh chấp ở biên giới với các nước láng giềng, chứ không thể đem những cái củ nợ đó mà vô trong NATO để rồi bắt NATO phải bảo vệ. Cho nên Ukraine đó, trên thực tế đó, cho dù Nga không phản đối nữa thì Ukraine cũng khó mà vô NATO được. Moldova là trường hợp mà Nga cũng đang phản đối và Nga kịch liệt chống cái chuyện mà Moldova vô NATO. Cho nên nếu có giải pháp, có lẽ nó sẽ liên hệ đến cái tương lai của Moldova luôn, tuy là không nói ra. Vâng, cảm ơn cái phân tích của cả hai anh. Và kính thưa quý khán giả, chúng ta đã thấy là cái tình hình căng thẳng ở tại Ukraine, ở biên giới giữa Ukraine và Nga đó, nó chưa thực sự xuống thang, và dường như có những cái chỉ dấu mà qua cái phần trình bày của anh Nguyên cũng như là anh Bình đã cho thấy đó, là cái mức độ nó càng ngày nó càng gia tăng, và cái việc mà nổ ra một cuộc chiến đó, nó tất cả chỉ còn nằm ở trong tay của Putin, là cái người mà sẽ có cái thẩm quyền quyết định đó. Và tất cả các quốc gia còn lại, kể cả Hoa Kỳ cũng như là Tây Âu, và thậm chí Ukraine là cái quốc gia mà hiện giờ đang nằm ở trên, con cá đang nằm trên thớt đó, thì họ chỉ có chờ thôi, họ không có biết có cái phản ứng nào khác. Điều đáng nói ở đây là Ukraine là một quốc gia mà cái số dân của họ cũng khoảng 50-60 triệu người, và thực sự ra cho đến ngày hôm nay đó, họ đã có những cái chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cái cuộc chiến này. Và ngày hôm nay chúng ta có thể thấy được là ngay cả phụ nữ, ngay cả những người lớn tuổi, ông già bà lão đều tham gia vào trong các đội thiện nguyện để mà tập trận. Có những cái hình ảnh cho thấy rằng họ tập trận bằng những cái súng bằng gỗ để mà quen dần với lại vũ khí vân vân. Tất cả những cái chuyện đó đó, nó đang trực chờ chuẩn bị cho một cái tình huống mà có thể đó là tệ hại nhất nếu cuộc chiến nó nổ ra. Và không những ở tại Ukraine mà thôi, mà tất cả các quốc gia xung quanh cũng như là châu Âu sẽ gặp một số vấn đề. Và đấy nó là cái bài toán mà thế giới đang phải đối diện. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin chấm dứt cái phần 1 của hội luận ở đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và sẽ mang đến cho tất cả quý vị những cái tin tức mới nhất liên quan đến cái tình hình khủng hoảng ở tại Ukraine. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Và chúng tôi sẽ quay lại trong cái phần 2
để nói về châu Á-Thái Bình Dương.